Làm gì ấy? Hết thịt rồi thì anh mua con vịt này. Anh mua con vịt này thì vừa làm sao được? Nè, nhìn này. Sao có cái con chim này? Bao nhiêu đó? Chim gì? Chim gì ạ? Mười ba đầu ấy. Ha ha ha.
Lấy đi. Lấy đi. Tới. Dí vào. Sắc. Quài tìm. Áo ra cho lấy cành đấy. Ui dồi ui. Đây là cành à? À chạy. Mày làm gì đấy? Ui. Ui dồi. Vậy thằng kia. Hết tao rồi. Tổ thế. Ai? Gì ơi? Hết chân rồi. Lên tổ giết bỏ. Anh cho lên, anh cho lên. Anh còn nhảy đi. Anh em nhầm 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 rã cho anh không nhảy ngang thành không. Mày em ơi. Kỳ nhỉ. Này anh ơi, đi tiêu lên trường. Anh ơi, đi tiêu lên trường. Đừng. Đi tiêu lên trường rồi. Bán rồi chi về. Tao lên tao giết. Ui. Tao ngã tao lên tao ném mày xuống đây đấy. La. Mấy ở cành trung rồi. Bớt kia trường. Tao mà lên được tao giết vào mày. Hả? Hả? Tao lên tao giết vào đấy nhá. Hả? Mày. Tao lên được. Mày. Nhảy đi. Ngoan tí đâu còn cho ăn phao câu. Nhảy lên đây đi. À. Tí nữa tao cho nhị. Tiếng gà của em chứ. Tí nữa thì ngã. Ây, à thôi. Không nở lên được đây. Đâu vậy đâu hết à. Lời với chúng ta là chúng ta. Làm gì tới? Nhớ một chút là cái gì? Ôi đừng! Thôi, vươn lên tao! Ôi! Ui! Ui! Thôi gãy. Thôi thôi. Đấy trời. Mày sốt sắt đã rồi. Mày chạy à. Mày. Ui. Mày chạy đâu. Mày chạy hết tao ăn hết cả. Mày không giúp. Mày hết. Ủa chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Ngài à. Chạy đi, tao ăn hết. Không. À, không. Ăn với. Tao quay lại đây. Không lên. Ê, anh bảo anh là phỉ hoa, cho anh chạy được. Mày, quay lại đây. Quay lại đây, cũng nhịn nè. Anh bảo anh phỉ hoa. Mày. Cho anh tập thể dục của cháu, thì cháu lười vận động. Tao đái xong cho mà tao xử lý mày. Chín rồi anh ạ. Chín rồi. Chín rồi. Không chín hết đâu. Mời. Lắm mẹ. Bỏ cây ra. Bỏ cây. Bỏ cây. Đâu rồi. Đâu rồi. Đâu rồi. Đừng. Ai ở chi đây. Ai chi đây có đi cả. Ai ra đẹp trai. Thế thì tao đi đây. Nếu mà rơi thì cả tao vẫn mày rơi. Mày đấy là dãy. Mày dãy là dùng cả hai đấy. Điện thoại kệ mày. Mày dãy là dùng đấy. Đó. 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 Sao còn dám néo không? Hả? Đấy là tại vợ anh bảo néo. Vợ tao gì? Vợ tao bảo gì mày ăn cướp mày ăn à? Không. Hả?
Đó. Đó rồi. Rồi tao đi ra nào. Mà. Đi không được dãy mày chết. Rồi. Rồi. Ngồi im rồi, rồi chết rồi. Mày ngồi im không tới. À, chưa chưa. Chưa đó. Rồi. Chưa rồi. Rồi. Mày nhí bố tao mày nhí nhé. À, tao em xin lỗi anh mày. Mày, mày là tao đưa ngã xuống, tao giết rồi. Ngồi im đấy, tao ăn một mình. Cười cứt à. Ôi, xẹp rồi, không biết chín chưa. Xẹp được ăn đấy gì. Ăn đi. Không biết chín chưa. Ây ui, khỏi. Ôi, khỏi nhỉ. Thử đó. Thử ê, chấm. Đợi em lấy cái lá đó. Ngâm ngâm đắng á. Ăn chả ngon không? Ăn ngon không? Ngon không? Mày về lấy nước đi. Ngon không? Ngon. Ngon nước thế à? Lấy lá xong rồi cho cả con gà ra. Ăn nha. Hả? Tao ăn cân rồi. À, cái này nó phải sạch. Ủa dạ. Nhìn như con chim bồ câu ấy nhỉ. Ui, nóng. À, đưa tao tách cho. Rồi, giật đi. Giật đi. Giật là nó lung xương. Lung xương, giật đi. Anh chọc đi. Ôi, khôn như giật. Em thấy tụt 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 rồi. Đấy. Ai da. Ngon không? Chẳng ngon. Đại ca mình muốn ngon thịt. Còn thơm nó phải nhân. Còn chứ mình chắc nhỉ. Ngon cả ra trọi. Anh ở nhà còn con gà rừng cơ. Thế chị đấy. Không. Thế nhưng mà gì? Có người tâm nuôi đấy. Nó cũng đen nhưng mà không đen như này. Con có màu nhỉ. À đấy chị. Anh thấy con gà em ngon không? À không phải. Con chim. Chim. Ăn tập được. Nào gan cho tao để lại cho nó. Cho chim bỏ nó. Đã. Đẳng cấp luôn. Con chim này cũng ăn tạm rồi. Ăn tạm đi á? Không bằng gà của anh. Bằng gà ăn ngon hơn gà trọi. Con okay. Con gà của anh ăn ngon hơn con chim này. Chưa, con chim này là cái gì? Nó gà của anh nó mẹ mày chưa biết gà đen của bọn như kiểu bọn Malaysia hôm anh bẫy được chín rừng đó gà 1.000 đô một con là bán 1.000 đô một con anh trộm lâu cứ à, đấy là đẳng cấp thế giới à, nóng ngon nhỉ gà của em ngon nhỉ. À, chim chim chim. Mày bắt đâu? Tự nhiên bắt chưa? Vườn làm gì có gà này? À... Mày gốc chim à? Tao cứ thấy nó giống giống gà, gà chim như này nhỉ? Gà, chim á. Giống giống con gà. Gà, à chim á? Chim nào như này? Chim. Này, cho mình cái đầu, ăn nhanh như đồ não này. Không. Đây. À, ăn nó bổ não. Cho anh ăn đấy. Cho giữ lại kỷ niệm này con này. Con này nhá. Hả? Con này để phơi khô. Giữ lại làm kỷ niệm. Giống lắm mới gặp được một con
là dùng à, con chim dùng như này đấy. Nhấm gì đây? Không được, cái này phơi khô. Anh phơi cái cứt đấy. Cháu anh tiếc ấy. Tiếc cái cứt. Con gà rừng à, con chim rừng này thật đẳng cấp ấy. Màu nó này. Cái thể loại mày mà bắt đấy. Mày mà bắt. Anh thích cái loại gà rừng này à, chim này lắm đấy. Mày cái thể loại chim này mày bắt được á, mà tí cho lên rồi đấy tao bắt một rổ mày xem. Anh bắt. Cái này nhé, anh phơi khô bọc túi bóng nha, theo lồng kính nha, để trong tủ kính nha. Ngắm. Ôi, nhắm ăn vơi. Mày đấy mà trình bày. Để lại cái này. Cho mình cắn nhé. Ăn được mà. Thôi. Không em biết đây là con gà rừng. À, con chim rừng. Mì. Mì. Này. Chắc con. Không em ăn đùi. Đùi cứ thế này, ăn cái đi. Chắc con này là con chim. À. Cuốc. Cuốc mà thế này. Tiếc gà rừng, à, chim rừng mới em bắt. Mày bắt đó? Em bắt từ ngoài này. Cái thằng nào đánh bẫy? Đánh bẫy đó? Đánh bẫy em dài em vững. Được. Thằng nào có thứ bảo bắt được. Mày cũng mày cái xoài ấy. Cái, trong cái lồng xanh nó đấy. Cái xoài nào? Thơ xanh à? Hả? Ừ? Không à. Mày bắt gà tao phải không? Hả? À, mày à, mày à bưởi. Thảo nào con nhìn này. Quen rồi. Bẩn cái gì? Thảo nào bẩn cái gì? Bẩn. Mày dám đấy gạt đi ra đây. Thấy bẩn mày chút à. Mày thích bẩn không? Hả? Hả? Muốn ra thùng hào nhá? Không. Hả? Sao mày bắt gà của tao? Hả? Sao mày bắt gà của tao? Áo trắng. Áo trắng, mày thích áo trắng không? Hả? Hả? Không. Sao mày bắt gà của tao? Hả? Em đánh ở bẫy mà. Bẫy cái gì? Tao để trong lồng tao nuôi ở trên cây xoài mà. Thằng nào đánh bẫy được? Hả? Thằng nào? Lồng của tao nuôi trên cây xoài mà. Hả? Bẫy em tắt thở. Dám lừa. Dám lừa là kìa. Tao cho thử, tao dễ thở. Một. Đừng ngất. Hả? Sao? Mày dám bắt gà của tao? Đi vào đây. Tao nhốt mày vào trong bụi tre. Mày láo à? Mày con chó. Anh mời này. Rút đâu đấy. Ôi trời. Mày, tao kẹp rồng vào đây. Nào. Tao. Tao thử à? Tao buộc luôn nó, tao đối ra được đây. Nào, nào, thoát thế nào được. Im vào. Dám thịt gà của tao. Dám thịt gà chim rừng à. Bỏ ra đâu. Tao phải kiếm cái gì. Bỏ ra. Bỏ ra. Ai mà anh, em tưởng chim của thằng nào đánh ấy. Chim thằng nào đánh à. Anh bôi bẩn hết vào em rồi. Chim thằng nào đánh à, bẩn à, tao mất con gà tao còn chưa đấy. Mày biết gà rừng thì bao tiền có. Anh chén đi, tôi chết rồi mà. Mẹ người ta, mẹ người ta đi bắt, mày biết người ta bán bao tiền con không? Bao nhiêu? Tóc buộc bao nhiêu được?